Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Thì cái video ngày hôm nay em cũng vô tình đọc được một cái bài báo. Nói chung là đây là một cái tin vui và em cảm nhận đây là một cái giống như là cái người tốt thì luôn luôn sẽ nhận lại được những cái điều tốt đẹp và sẽ không có một cái câu chuyện này thì không có gì đáng để mà nói. Nếu như ở đây á, một cái câu chuyện nói chung thì cũng liên quan tới một chị Việt Kiều Mỹ cũng đã lấy chồng và định cư tại Mỹ. Thì cái bài báo ngày hôm nay nói chung là em cũng xin phép được chia sẻ cho tất cả quý cô bác anh chị, chúng ta có thể cùng nghe và chúng ta cảm nhận về một cái câu chuyện. Thì nó là như thế này, thì tất cả chúng ta sẽ cùng bàn luận về cái câu chuyện về một cụ bà lão suýt nữa thì đã bị mất nhà vì đã cho cái người cháu ở nhờ. Cái câu chuyện này xảy ra với bà Tứ, thì bà năm nay cũng 73 tuổi. Sau khi mà bà thắp cái nén nhang cho người chồng đã quá cố của bà, đã mà báo cái tin vui, thì bà đã đòi được nhà mà ông đã để lại sau cái đắng cay và dai dẳng một thời gian mà bị cái người cháu chiếm dụng. Sau 10 năm gian nan theo đuổi cái vụ kiện, thì hồi tháng 1 thì bà Tứ được Cục Thi hành án ở tỉnh Bến Tre phối hợp với cơ quan chức năng cưỡng chế thi hành án, buộc cái người cháu phải giao trả nhà đất cho bà. Thì theo như cái bản án có hiệu lực từ năm trước, theo như hồ sơ thì vụ án của bà Tứ và chồng là Trần Văn Năm chung sống trên một khu đất. Khu đất này chính là cái tài sản riêng của ông Năm, gần 450.000 m2. Thì ngụ tại đường Nguyễn Huệ, thành phố Bến Tre. Thì ông bà không có con, cho nên là 41 năm trước đã nhận cái chị Tường Vy làm con nuôi. Năm 2005 bà chị lấy chồng và định cư tại Mỹ. Thì cái vợ chồng này của bà Tứ thì cất lên được hai cái kiosk trên cái phần đất mặt tiền để mà cho thuê. Còn ông bà thì sống trong một cái ngôi nhà gỗ ở phía sau. Thì năm 2009 á, ông bà có đồng ý cho anh Nguyễn Anh Trung là cháu ruột của bà Tứ ở nhờ một cái kiosk để mà bán tạp hóa mưu sinh, không có lấy tiền thuê nhà của anh này. Thì sau đó thì lấy vợ rồi tiếp tục sinh sống ở đây. Thì cho đến năm 2012 á, thì cụ Năm là ông Năm á, mới qua đời, có nghĩa là chồng của bà Tứ vậy đó. Nhưng mà do là ra đi quá đột ngột cho nên là không có kịp để lại cái di chúc gì hết. Thì theo như quy định của pháp luật, khi mà đất của ông để lại thì phải được chia cho bà Tứ và chị Tường Vy, đều là những người thừa kế hàng thứ nhất, thì mỗi một người một nửa. Tuy nhiên thì chị Vy phát hiện bà Tứ đã kê khai tài sản thừa kế toàn bộ khu đất rồi làm thủ tục chuyển nhượng cho anh Trung đứng tên, còn nhận gần 400 triệu đồng nhà nước bồi thường do thu hồi đất 1/85 m2 để mà mở rộng đường Nguyễn Huệ. Thì chị Vy sau đó đã khởi kiện bà Tứ ra Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre, yêu cầu là chia đôi cái khu đất mà cha đẻ đã để lại và với cái số tiền được đền bù do giải tỏa mặt bằng. Thì trình bày với tòa trong cái quá trình thụ lý và xét xử, thì bà Tứ cho biết là do là già cả lại không có hiểu pháp luật, nên sau khi mà chồng chết, bà đã nhờ anh Trung đứng ra làm giấy tờ nhà đất và thủ tục kê khai di sản tài sản thừa kế. Thì anh Trung đã đưa bà ra văn phòng công chứng, ký nhiều loại giấy tờ và mượn của bà 100 triệu đồng, nhưng mà mới trả được có 27 triệu đồng. Thì sau khi mà làm hồ sơ khai báo di sản tài sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tên bà, thì Trung đã lừa dối, tiếp tục đưa bà ra phòng công chứng, tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh và với giá trị là 100 triệu đồng. Thì Trung sau đó đã làm thủ tục sang tên nhà đất cho vợ chồng ông bà Tứ, rồi tự ý chuyển cái hộ khẩu của bà Tứ từ thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, nơi mà người nơi mà người chị ruột bị bệnh tâm thần đang sinh sống. Sau khi mà chiếm được nhà của bà Tứ thì vợ chồng anh Trung này xây nhà trên cái khu đất để mà kinh doanh. Thì bà Tứ phải chuyển về sống cùng cái người chị ở huyện Châu Thành. Do đó bà có yêu cầu độc lập, đó là đề nghị tòa tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng tòa nhà đất đã ký với Trung, thì hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre đã cấp cho anh Trung này, hủy văn bản kê khai tài sản năm 2013, buộc vợ chồng anh Trung phải trả nhà đất và số tiền mượn còn thiếu của bà là 73 triệu đồng. Thì bà Tứ đã đồng ý thừa kế cho con nuôi là chị Vy theo như quy định của pháp luật. Thì người có quyền và nghĩa vụ liên quan tới cái vụ án vợ chồng anh Trung này không đồng ý với cái yêu cầu của bà Tứ, và anh này cho rằng là cái hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa mình và bà Tứ. Thì ngay đúng cái lúc mà quy định pháp luật năm 2014 thì Trung đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cái khu nhà đất nói trên. Khi mà nhà nước tịch thu một phần cái diện tích để mà làm đường thì anh cũng là người nhận cái tiền bồi thường. Trung cũng phủ nhận cái việc này và vay tiền của bà Tứ năm 2020. Thì Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã sơ thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Vy, buộc bà Tứ phải trả cho con nuôi một nửa di sản thừa kế do ông Năm để lại, thì tương đương với 2,3 tỷ đồng. Thì hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu bà Tứ hủy hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa bà Tứ với anh Trung, hủy cái văn bản kê khai tài sản thừa kế lập năm 2013 do là vô hiệu hóa vì không có ngay tình, buộc vợ chồng anh Trung phải trả nhà đất, chấp nhận cho bà Tứ và cái số tiền còn nợ của bà Tứ 73 triệu đồng là phải trả luôn. Thì thanh toán toàn bộ giá trị căn nhà của vợ chồng anh Trung đã xây trên cái khu đất, thì cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sở hữu đất sang tên cho bà Tứ theo như hội đồng xét xử. Thì bà Tứ thừa nhận chị Vy là con nuôi của mình, nhà đất thì đất ông Năm để lại là tài sản riêng của vợ chồng, lúc mà mất thì ông Năm cũng không có để lại di chúc. Thì trong đó cái việc mà chị Vy yêu cầu trả lại tài sản được thừa kế là có căn cứ. Thì tòa cũng đã cho rằng có căn cứ xác định cái việc mà bà Tứ ký hợp đồng chuyển nhượng cho anh Trung và cái giá là 100 triệu đồng. Thì do đó bà Tứ bị lừa bởi vì giá trị thực tế của nhà đất, cái giá trên hợp đồng chênh lệch bất hợp pháp. Thì đơn được cử năm 2014 thì nhà nước thu hồi 85 m2 để mà làm đường và bồi thường cho anh Trung gần 400 triệu đồng. Thì trong khi cái khu đất rộng 400 m2 chỉ còn khoảng 100 triệu đồng. Thì cái quá trình mà xét xử thì anh Trung cho rằng thực tế đã đưa cho bà Tứ là 500 triệu đồng chứ không phải 100 triệu đồng. Tuy nhiên thì bà Tứ phủ nhận cái việc này. Anh Trung cũng không có đưa ra chứng cứ hay là cái điều gì chứng minh việc giao tiền tương tự. Thì tại tòa căn cứ vào nhiều tài liệu xác định yêu cầu bà Tứ là có căn cứ là không đồng ý với phán quyết này. Anh Trung kháng cáo. Tuy nhiên năm 2022, Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã phúc thẩm và đã giữ nguyên cái quyết định. Thì quý vị vừa nghe xong cái câu chuyện em vừa mới chia sẻ. Thì quý vị có nhận định hay cái đánh giá nào về cái câu chuyện này thì có thể cho em xin một lượt bình luận ở dưới để mọi người cũng như em biết được. Và quý vị thấy video này có ý nghĩa thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.